Đó, chanh rồng rất là đẹp của chú anh chị ha, chanh 3D ha. Đó, chân thì chân sắt dung 4 1 ly 2. Chân tĩnh điện nha cô chú anh chị, chân cao 70 nha. Hồ này thì cô chú anh chị về chơi con bối thì phải nói là quá trời đẹp luôn á cô chú anh chị. Đó, em trang bị cho nó cái hút mực sẵn. Cái hồ này thì gáp nói chung ra cũng hơi lâu rồi. Đó, hồ này thì nó hơi cũ xíu cho nên là em để cho cô chú anh chị á, hồ với lại lọc là chỉ có 700.000 thôi. Hồ này thì kích thước 1m2 60 60 ha. Đó, kiếm cuộn 8 ly, dán bị cảnh xanh. Đó, cô chú anh chị nào mà chơi theo cái hệ La Hán thì La Hán hay là cá lóc gì đó, vớt mấy cái hồ ghẻ này về đem về chơi thoải mái luôn ha. Ngăn ra chính giữa một cái nữa là nuôi được hai con luôn. Kích thước của nó là 1m1 rộng 50 x 50, kiến full 8 ly, hồ với lại lọc đã dán đề can xanh rồi, để cho cô chú anh chị là 1.200.000. 21 56 56, hồ với lại lọc 700k, 1m2 50 50, kiến full 8 ly, hồ với lại lọc để cho cô chú anh chị là 1.400.000 nha. Hồ này thì cũng thì kích thước này là 1m85 rộng 80 cao 75 nha cô chú anh chị nha. Rộng 80 cao 75, hồ rất là to. Hôm bữa em lấy về thì cái hồ phải nói với cô chú anh chị làm nhìn ối luôn á. Nó chả ra cái hồ đâu, nó dơ dữ lắm dơ. Những cái này á, những cái hút đáy, thổi đáy này nè là em cũng tự dán tự chế nha. Tự chế lại đi cái ống lên trên đó. Hôm bữa mình cũng đi chế cháo để cho xuống lọc dưới nhưng mà nó không có xuống được cô chú anh chị ạ. Những cái hồ này mình thu lại thì mình thích làm vậy đó. Dạ rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Rất vui được gặp cô chú anh chị qua cái video tiếp theo của em nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em cũng có một số hồ để quay lên đây cho cô chú anh chị tham khảo ha. Có một vài cái hồ đó là hồ với là lọc nó chỉ có 600-700k cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì xem hết cái video hôm nay để có được cái hồ nào theo ý của cô chú anh chị, không thì liên hệ cho em lấy gì chơi nha. Rồi, cô chú anh chị nào mà lần đầu tiên đến với kênh hay là xem được cái video của em á, cho em xin một cái like, thêm một cái đăng ký nữa để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rất cảm ơn cô chú anh chị nha. Trước mặt cô chú anh chị á là một cái bộ hồ 1m2 rộng 60 cao 60, kiến full 8 ly. Hồ này mới nha cô chú anh chị nha, em mới đi chanh lại hôm qua, không phải là đi chanh lại mà là mới vệ sinh đồ này kia để nó bụi bặm á cô chú anh chị. Rồi dán chanh. Đó, chanh rồng rất là đẹp của chú anh chị ha, chanh 3D ha. Đó, chân thì chân sắt dung 4 1 ly 2. Chân tĩnh điện nha cô chú anh chị, chân cao 70 nha. Hồ này thì cô chú anh chị về chơi con bối thì phải nói là quá trời đẹp luôn á cô chú anh chị. Đó, em trang bị cho nó cái hút mặt sẵn luôn. Tại vì thường đa số cô chú anh chị chơi á một thời gian 2-3 ngày á, 2-3 tháng á là cô chú anh chị muốn gắn thêm cái hút mặt. Đó, thì sẵn bây giờ á, cái nào mà em gắp được thêm bộ hút mặt thì em gắp luôn cho cô chú anh chị nha. Tất nhiên là cái phí nó sẽ cao hơn. Cái bộ hút mặt này cô chú anh chị mà mua lẻ thì cũng 100 mấy chục ngàn á cô chú anh chị. Đó, chị là chỉ có cái hút mặt xoay thôi nha. Còn cô chú anh chị mà muốn mua trọn bộ mấy cái tê ống rồi lớp B quanh một chiều của nó thì nó ra tới 300-400 ngàn một bộ á cô chú anh chị. Đó, về cô chú anh chị phải tự đi. Còn ở đây em biết làm thì em làm rất là nhanh ha. À, tới tay cô chú anh chị không có kỹ thuật làm á thì em nói thiệt cô chú anh chị là nó giặt cô chú anh chị là hơi bị lâu quá, mà có nhiều khi là gấp không được luôn. Rồi ok, ở đây lại khay tách phân của nó nè cô chú anh chị. À, nóc 3-4 ha, em để vô đây. Hiện tại bơm thì chạy 4.000 lít giờ. À, rồi thì em xin đọc lại cái thước hồ này là 1m2 rộng 60 cao 60, kiến full 8 ly. Hồ mới chầm chầm, đã trang bị cho nó một cái hút mặt. Bộ hồ này em để cho cô chú anh chị với cái giá là 4.850.000 cô chú anh chị nha. 4.850.000, hoặc 50.000 chi nữa, để 4.800 thôi cô chú anh chị. Để cho cô chú anh chị 4.800 thôi nha. Tấm vỏ xanh kim, vật liệu lọc thì ở trong này thì gồm có là đá lông vũ nè, sứ nhẫn với lại là đá sứ hoa mai. Đó, mát. Ở đây thì em có để cho trong túi lọc hết rồi cô chú anh chị, cứ khi nào mà muốn vệ sinh thì cứ đem ra vũ vũ rồi để vô lại ha. Rồi ok, quá trời đẹp luôn. Cái hút mặt nó xây phải nói là tít thò lò luôn á cô chú anh chị. Rồi, ở đây thì em có một cái bộ hồ nữa. Hồ này thì kích thước nó to,
cô chú anh chị nào chơi á, thì cứ liên hệ cho em lấy bộ này, có không gian rộng rộng á. Bộ này thì kiến full 10 ly cường lực cô chú anh chị. Đó, full 10 ly cường lực luôn nha, cường lực hết nha. Đó, hôm bữa cái hồ này làm thu của khách, nói chung ra là nó chỉ có cái lọc trên đó thôi. Em đem về em cũng muốn chế cháo cho nó, xài cái lọc dưới cho nó hiệu quả, xài bơm mạnh xíu. Nhưng mà kẹt con cái là cô chú anh chị biết sao không? Cái hồ này nó full cường lực hết, mình không có khoan đáy được cô chú anh chị. Đó mà mình đi ống overlaw á, thì hồi trước giờ nói chung ra là em cũng không có dùng ống overlaw, cho nên là em cũng không có cách, không biết cách thức hoạt động nó ra làm sao. Cho nên là mình cũng không dám là trang bị để làm cho cô chú anh chị chơi. Đó, cái đó là em nói thiệt nha, chứ không phải là em phản bác em chê chát gì cái bộ ống đó. Nhưng mà trước giờ là tại vì em không có xài. Ở đây em có nguyên cái bộ ống overlaw luôn nè. Đó, có lọc hai bên luôn nè cô chú anh chị. Mà mình cũng chả biết xài làm sao á, mình cũng có quay thanh lý cho cô chú anh chị rồi đó. Đó, cô chú anh chị nào chơi á, thì để cho cô chú anh chị 1 triệu. Nói chung là ống cũng mới chát luôn á cô chú anh chị, nhưng mà mình không có biết xài làm sao. Nói chung ra từ từ, cô chú anh chị nào không lấy thì mình cũng sẽ từ từ mình thiết kế mình xài thôi, mình chơi thôi. Đó, mình chơi cảm thấy ổn rồi mình chia sẻ ra cho cô chú anh chị. Lọc dưới này mình làm mới để mình trang bị cho nó nè, có khay tách phân luôn cô chú anh chị. Đó, khay tách phân này không là 500-600 ngàn nè cô chú anh chị, inox 100-304 nè. Đó, nhưng mà được cái giờ nó không có xài được. Thì kích thước này á là 1m85, rộng 80, cao 75 nha cô chú anh chị nha. Rộng 80, cao 75, hồ rất là to. Hôm bữa em lấy về thì cái hồ phải nói với cô chú anh chị á, làm nhìn ối luôn á. Nó chả ra cái hồ đâu, nó dơ dữ lắm dơ. Những cái này á, những cái hút đáy, thổi đáy này nè, là em cũng tự dán, tự chế nha. Nó tự chế lại đi cái ống lên trên đó. Đó, hôm bữa mình cũng đi chế cháo để cho xuống lọc dưới, nhưng mà nó không có xuống được cô chú anh chị à. Đó, những cái hồ này mình thu lại thì mình thích làm gì đó cô chú anh chị. Đó, lọc trên thì xài cũng bình thường thôi. Em vẫn làm dấu bơm được nha cô chú anh chị. Lọc thường vẫn dấu bơm được, để bơm nằm luôn. Hiện tại cái hồ này thì đang chạy bơm 8.000 lít giờ ha. Có trang bị hút mặt cho cô chú anh chị nè. Đó, thì cái hút mặt này á, em cũng có gắn một cái van để cô chú anh chị có thể tăng giảm cái lượng hút mặt lại ha. Mặt thì quay là rất là im. Đó, hồ này thì chơi chép coi thì tầm khoảng 5-6 con thì bảo đảm cô chú anh chị là phê luôn, bao phê luôn ha. Chanh thì còn nét, kiến thì chạy nha cô chú anh chị. Hồ này tại khách cũng xài được cũng 1-2 năm rồi, nên là nó chạy nha, chứ không phải là không chạy. Đó, chân sắt thì chân sắt 48 nha cô chú anh chị nha. Đó, chân sắt 48 1.4 á. Em để cho cô chú anh chị cái bộ hồ này với cái giá là 6.500.000 cô chú anh chị nha. 6.500.000 là đã bao gồm bơm, ống, hút mặt, vật liệu lọc luôn. Đó, có vật liệu lọc mới luôn cô chú anh chị nha. Trong đây có 1-2 cây cũ thôi. Đó, có mấy cái màu đen đen đó là cũ đó nha cô chú anh chị. Cái nào nói sao mình nói ra vậy ha. Còn bên đây là mới luôn. Chẳng qua là mình để cho nó đầy cái lọc luôn để mình test nước cô chú anh chị. Mình test cho nó đầy đặn đâu đó hết chạy ok rồi, thì khi giao cho cô chú anh chị á, thì mình sẽ hạ nó xuống lại ha, hạ xuống lại chạy cho nó ok, chứ không có để cho nó cao gì đâu cô chú anh chị. Cái kiềng này á, thì nó hạ xuống nó cũng không có tràn ra ngoài được đâu cô chú anh chị nha. Rồi ok, bộ hồ này để cho cô chú anh chị là 6.500.000 nha, không bao ship nha cô chú anh chị nha. Tất cả hồ anh em không bao ship nha. Cái lọc dưới là em chỉ để ké thôi, chứ không phải là đi theo hồ đâu nha cô chú anh chị nha. Đó, cô chú anh chị nào chơi thì liên hệ cho em ha. Hồ này nói chung ra là cũng còn rất là đẹp ha. Ok luôn á, 1m85 mà nó rộng tới 80, mà nó cao tới 75 lần cô chú anh chị. Đó, có hút mặt xoay xoay cô chú anh chị nhìn thấy phê lắm. Với cái bộ hồ này nếu mà cô chú anh chị mà muốn ráp mới á, thì ít nhất cũng phải chục cũ nha. À, chục cũ mới có nguyên bộ mà bơm ống vật liệu lọc đầy đủ hết như vậy nha cô chú anh chị. Chẳng qua cái lọc trên này á, thì mình không có thiết kế đầu tàu để cho nó có khay tách phân. Đó, thì cô chú anh chị về chịu khó cứ để cái bông lọc lên trên đó. Đó, để lên 3 miếng GMAT đó ha, nó lọc vẫn ok hiệu quả thôi. Rồi những cái hồ mà thanh lý hồ cũ em thu lại thì em không có bảo hành đâu cô chú anh chị nha. Đừng có chấp nhận chịu chơi á thì mua, còn không chơi á thì thôi cô chú anh chị, chứ còn hồ thanh lý là không có bảo hành. Rồi ok, cô chú anh chị nào chơi thì thích bộ hồ này thì cứ liên hệ cho em lấy về luôn nha cô chú anh chị nha. Cách 2 6 10 60 kiếm full 8 ly.
4.800.000. Có nguyên bộ như vậy luôn của chú anh chị nha, không bao gồm đèn nha. Em quên nhắc nữa, hồ bên đây cũng không bao gồm đèn, mà hồ bên đây là cũng không bao gồm đèn luôn nè cô chú anh chị. Đó, chỉ có hồ chân lọc bơm ống vật liệu lọc thôi. Bên đây thì có thêm khay tích phân. 4.800.000. Rồi, tiếp tục cô chú anh chị ha. Trước mặt cô chú anh chị thì đang gấp cái hồ, hai cái hồ này thì mình gấp cho anh trai ở quận 8 á. Quận 8 hay là quận 6 thì cũng không nhớ nữa. Ảnh làm cái hồ trên là kích thước 1m50. 1m50 60 70, còn hồ dưới á là 1m4 60 65. Đó, ảnh xài lọc thường thôi. Đang gấp cho ảnh tranh thủ chủ nhật giao ha, dán đề canh trắng thôi. Full hai cái dán đề canh trắng, chân á thì ảnh làm ên rồi. Tự làm nhà. Rồi thì ở đây có cái hồ. Nói chung ở đây hôm nay mình phân hồ lẻ hết cô chú anh chị nha. Hồ với lại lọc quá mình phân hồ lẻ hết, thì cô chú anh chị nào cần thì cứ xem nghe kỹ giùm em ha. Tại vì khi nào em quay á em cũng báo là kỹ cho cô chú anh chị là hồ thì có cái gì đi theo, có cái chân đi theo, có cái lọc đi theo. Đó, nhiều cô chú anh chị nghe không kỹ, cô chú anh chị thấy vừa thoáng qua cái đầu cô chú anh chị hỏi em là điện hỏi em là cái giá đó là có chân luôn rồi đúng không? Nó thiệt là không phải của chú anh chị nha. Cái nào có là em mới nói có, còn không là em nói không nha. Rồi, trước mặt của chú anh chị thì kiến này nó hơi mờ. Cái này chà là ga ok của chú anh chị. À, lấy nè cô chú anh chị không? Cái này mình đã chà rồi nè, nó ga nhưng mà không có thời gian vệ sinh thôi. Đó. Hồ này kích thước là 1m21, rộng 56, cao 56 luôn của chú anh chị nha. Hồ này thì dán theo kiểu cũ á, không có bả keo. Này chỉ ốp kiến đen thôi. Đó, hồ với lại cái lọc trên này là để cho cô chú anh chị là 700.000 nha. Đó, kiến full 8 ly cô chú anh chị nha. Hồ này thì xài 2-3 năm nữa chuyện bình thường thôi, chả có gì đâu cô chú anh chị. Có keo thì dán nó hơi hơi xấu xấu một tí thôi, nhưng mà nó còn chất lượng nha, xài ok. Đó, cái lọc này nó hơi nhỏ hơn xíu. 1m21, 56, 56. Hồ với lại lọc 700k. Rồi tiếp tục quay cái hồ dưới này cho cô chú anh chị xem luôn. Thì cái hồ dưới này á là 1m1. 1m1 50 50. Nói chung ra là hôm bữa cô chú anh chị á, có mà theo dõi em á, thì cô chú anh chị sẽ biết cái bộ hồ 2 tầng này. Đó, bộ hồ này là bộ hồ 2 tầng em kêu giá là 3.8 triệu, nhưng mà cô chú anh chị em không biết sao không ai hỏi thăm hết. Hồ thì còn mấy tuần luôn. Thì hôm nay thôi sẵn đây em cũng có di dời, em lấy hồ lẻ ra rồi. Bây giờ em quay hồ lẻ luôn. Hồ dưới này thì cũng hiện tại có lọc luôn rồi nha cô chú anh chị, lọc mới luôn nha, mới làm chưa khoan lỗ luôn á. À, kích thước của em nó là 1m1 rộng 50x50, kiến full 8 ly, hồ với lại lọc đã dán đề canh xanh rồi, để cho cô chú anh chị là 1.200.000. À, tất cả những cái hồ bên em gửi giá cho cô chú anh chị đều không bao ship cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị muốn làm thêm bơm ống hay là chân các kiểu gì đó thì cái đó mình phải order thêm ha, đặt em làm thêm. Chứ còn em báo cái giá đó thì chỉ có hồ lại lọc thôi cô chú anh chị nha. Đây là một cái hồ em ráp mới 1m40 50 của anh trai. Nói chung là khách nhiều quá cô chú anh chị, điện cho em mà đặt cái lúc đặt làm xong rồi cũng không nhớ ai luôn, về phải tối mò trong cái điện thoại lại mới nhớ được. Đáy 8 thành 5 kiền 8 ly, hồ mới chăm chăm của chú anh chị nha. Mấy cái hồ này thì em ráp cho cô chú anh chị tầm 600-700 ngàn thôi ha. Đó. Đi lên cái tranh nó thì cô chú anh chị là đẹp mê ly luôn. Rồi cái hồ chữ L này hôm bữa chưa có cái lọc hay gì á, mình nhớ chưa có cái lọc mà bữa nay làm xong cái lọc luôn nè. Cô chú anh chị thấy mini cute ghê không. Hồ này thì kiến full 8 ly cô chú anh chị nha. Đó. Hồ này để cho cô chú anh chị là 700 ngàn. À, cái hồ này là ráp mới nha cô chú anh chị, ráp mới, chẳng qua kích thước nó hơi xê xịt chút xíu thôi chứ chả có lỗi gì đâu, tại vì hồ không mà nó đâu có gì đâu lỗi cô chú anh chị. Đó, hồ mới toanh luôn, mới chát luôn á cô chú anh chị. À, cái lọc này, cái lọc này mà lọc cho cái hồ này thì cô chú anh chị cứ yên tâm ha, biết nào dơ được để bơm mạnh mạnh xíu thổi trôi cá luôn á. Rồi 700k cho hồ này nha. Tiếp tục ở đây có thêm một cái hồ, lại một cái lọc màu xanh xanh có viền trắng này, kiểu theo kiểu Thái Lan á cô chú anh chị. Mấy cái hồ này kiểu theo Thái Lan này thì chỉ dán đề canh đen nữa, đề canh xanh thôi nha, chứ không phải bả keo nha. Mấy hồ này thì gáp nói chung ra cũng hơi lâu rồi. Đó,
Hồ này thì nó hơi cũ xíu, cho nên là em để cho cô chú anh chị á, hồ với lại lọc là chỉ có 700.000 thôi. À, hồ thì nói chung kiến là nó không có cũ nè cô chú anh chị, kiến thì lâu thời gian này nó hơi đục đục xíu thôi, chà ra hết à, có cái là cái keo độ này kia á, thì nó hơi cũ cũ xíu thôi, mình thanh lý nhanh cho cô chú anh chị á. Hồ với lại lọc là 700.000. Hồ này thì kích thước 1m2 60 60 ha. À, kiến phun 8 ly dán đi canh xanh. À, cô chú anh chị nào mà chơi theo cái hệ La Hán thì La Hán hay là cá lóc gì đó, vớt mấy cái hồ ghẻ này về đem về chơi thoải mái luôn ha, ngăn ra chính giữa cái nữa là nuôi được hai con luôn. Rồi tiếp tục cái hồ dưới này. Dưới này thì hồ 1m2 nha, 1m2 50 50. Kiến phun 8 ly. Hồ với lại lọc để cho cô chú anh chị là 1.4 triệu nha. Hồ này thì còn mới. Em bán theo cái chất lượng hồ cô chú anh chị nha, chứ còn mà cô chú anh chị mà cảm thấy giá cao mắc quá thì cô chú anh chị có thể tham khảo chỗ khác. Tất nhiên là mình thì mình cũng không phải mà so giá với chỗ này chỗ kia được, tại vì mỗi chỗ mỗi khác nhau, mỗi chỗ mỗi lấy kiến rồi cái vật liệu người ta làm nó rẻ rồi nó mắc nữa. Cho nên mình không phân bì được cô đâu cô chú anh chị nha. Rồi 1.4 triệu có cái lọc đầu tàu, đó là lọc đầu tàu trong này cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào muốn chơi thì lấy cái này. Đó, cái lọc nó hơi nhỏ hơn xíu thôi. Đó, cái lọc ngoài này là không phải nha cô chú anh chị, lọc ngoài này em để ké nha, lọc này nhỏ lắm, lọc này 6-70 gì à. Rồi cái hồ này phong trắng đẹp lắm cô chú anh chị nha, 1m2 50 50. Đó, kiến phun 8 ly 1.4 triệu nha, quá đẹp luôn. À, nếu mà em rảnh rảnh thì cô chú anh chị em lấy thêm vật tư bơm ống rồi này kia, em ráp mấy cái hồ lại nó thì thiệt là đẹp mê ly luôn á, không có chỗ nào chê đâu cô chú anh chị. Chẳng qua mình không có thời gian mình làm thôi, chứ mình làm sẵn á thì nó hơi tốn công, mà vì được có cái là cô chú anh chị khỏi cần mua thêm gì nữa. À, báo giá cho nó được thì cô chú anh chị bê về đổ nước vô là ghim điện chơi luôn thôi. Rồi ở đây thì có một cái hồ mới 1m50 50. À, kiến phun 8 ly, bả keo xuống 5 sen ha. Thì hồ này bên em để cho cô chú anh chị á, là bất cứ cái nào cũng vậy, là 1.150.000, 1.150.000 cô chú anh chị nha, chưa bao gồm chanh, đề can, chân lọc, đó chỉ hồ thôi, tại vì hồ mới mà cô chú anh chị. Rồi đây con còn cá lóc của anh kỹ thuật anh đem bên nhà anh qua nè. À, cô chú anh chị thấy đẹp không? Có ai yêu không? Có ai yêu được lúa gã luôn không? Cái em này thì sung lắm cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị thấy cái vảy rồng của em đó không? Em này chắc size cũng tầm 30-35 đó cô chú anh chị ơi. Đó, đường vảy ok chưa? À, lên vảy rồng hết ha. Ba tít thì nói chung ra là nó lấm tấm thôi, nó không có được đều lắm. Hả? Hồ mới không á, để vô đây chơi rồi vài bữa đầu thanh lý nha cô chú anh chị. Ở đây có cái hồ 50 30 40 nữa nè. Cái hồ này hôm bữa hình như có anh trai kia hỏi mà mình nhiều việc quá mình không có tư vấn cho ảnh luôn hay sao đó. Hình như ảnh có một anh trai ảnh hỏi mình cái hồ này mà thiệt tình là mình không nhớ luôn, mình không nhớ là có cái hồ này luôn cô chú anh chị ơi. Cái hồ này kiến 5 ly nè, 130.000 nè cô chú anh chị. Phải không ta? 130 hay là 180 không biết nữa, 180 hay gì đó cô chú anh chị ơi. Ui giời ơi, hồ khách hỏi mà mình không biết đường trả lời luôn. Rồi ở đây thì hồ này thì cũng giao cho khách 50 dài 80 rộng 50 x 50. Đó. Thì đây là cái hồ của anh trai kia một cặp nè. Hồ này là 1m4 nè cô chú anh chị. 1m4 60 65 nè. Đó, hồ này để ở dưới nè, để ngăn dưới. Kiến full 10 ly ha. Chủ nhật giao cho anh. Bữa nay thì cũng thứ 6 rồi. Mai ngày nữa test nước đồ này kia xong rồi giao ha. Rồi, ok, hiện tại thì bên đây thì cũng còn bao nhiêu cái hồ đó. Bữa nay cũng hơi khá được 2-3 cái hồ giá rẻ đó cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào chơi thì cứ alo cho em ha. Còn về vấn đề ship á thì em cũng xin nhắc lại là em chỉ ship nội thành phố Hồ Chí Minh thôi, hỗ trợ gọi xe thôi, chứ hồ cá bên em là em không bao ship đâu nha cô chú anh chị nha. Đó, cô
cô chú anh chị nào có nhu cầu gấp hồ mới thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0865405497 để em tư vấn cho cô chú anh chị là cái kích thước hồ đó thì nó dùng kiến gì. Còn về vấn đề kiến cường lực thì em cũng nói thẳng với cô chú anh chị là em không bảo hành với bất cứ những cái kích thước hồ nào từ nhỏ tới lớn. Cô chú anh chị chịu làm mà em không bảo hành mà cô chú anh chị đồng ý thì em ráp, còn không đồng ý thì thôi nha. Chứ còn kiến cường lực là em không bảo hành nha cô chú anh chị. Nói chung ra kiến cường lực nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra lắm cô chú anh chị ơi. Không phải vì riêng một cái vấn đề là nó xì keo đổ này kia mình có thể mình sửa chữa lại được đâu. Cường lực đụng nhẹ cái có khi về tới nhà cô chú anh chị mới đổ nước bữa nay không sao, cho tới ngày mai cái đầu có con ruồi bay vô đâm đầu lẩm bụp cái cũng không chừng nó thiệt cô chú anh chị. Cô chú anh chị đi hết cái Sài Gòn này đi, từ ở thành phố Hồ Chí Minh cho tới Bình Dương, em dám bảo đảm với cô chú anh chị hồ kiến thường là anh em sẽ có dịch vụ là bảo đảm bảo hành cho cô chú anh chị chơi 3 tháng hay là 6 tháng gì đó. Còn về riêng vấn đề kiến cường lực, một chục cửa hàng chắc được cỡ 1-2 cửa hàng ta dám bảo hành cho cô chú anh chị thôi, em nói thiệt luôn, em nói thiệt luôn á. Kể cả những cái hồ người ta làm cái giá 20-30 triệu một bộ, người ta cũng chỉ bảo đảm bảo hành cho cô chú anh chị chơi từ 3 cho tới 6 tháng mà. Chả ai dám bảo hành cho cô chú anh chị chơi mà tới 1-2 năm, 3-4 năm chân á cô chú anh chị, em nói thiệt luôn á. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Thì coi mấy cái hồ này da lúa nó mềm mềm á, thì cô chú anh chị nào chơi thì cứ liên hệ cho em nha. Cô chú anh chị sẵn đây thì mình cũng nói với cô chú anh chị là bên mình nhận làm các loại khay tích phân nha. Khay tích phân inox 100-304 hết cô chú anh chị nha, không có pha chế gì hết nha. Thì ở đây mình cũng đang làm cho một cái anh trai, anh đặt để ảnh để vô mấy cái khay của ảnh nè. Cái này á, cái kiểu này là đặt cô chú anh chị nha. Thiết kế làm nha, cho nên là cái lúa nó hơi cao nha. Với lại là cô chú anh chị thấy là cái chỗ mà cái inox của nó á, nó sẽ bự hơn. Nó không giống như cái loại thường. Tại vì thường những cái hồ thường á thì mình sẽ chỉ làm những cái cây này nó nhỏ hơn. Đó, lưới thì nói chung ra nó giống nhau thôi, nó vẫn inox thôi. Chẳng qua là lưới mịn với lại lưới thưa. Lưới thưa kiểu này á, thì cô chú anh chị á vệ sinh nó hơi lâu lâu đựng xíu, nó ít có tràn. Còn như cái thằng này thì nó rất là dễ tràn, tại vì nó hơi dày á cô chú anh chị. Nó lọc lại rất là kỹ cho nên là nó mau tràn ha. Đó, thay tích phân này á thì cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ cho em ha, tại vì nó tùy theo kích thước cho nên là mình không có báo giá được trực tiếp trên này nha cô chú anh chị nha. Đó, tùy theo kích thước lọc của cô chú anh chị nữa, thì cô chú anh chị muốn làm sao thì cứ inbox liên hệ cho em thì em sẽ tư vấn là em báo giá nha. Cái này á là anh trai ảnh chế theo cái kiểu làm một cái đầu này cho nó nhỏ xuống á, cho nó thấp xuống á, để có gì khi mà anh không có mà vệ sinh kịp á cô chú anh chị thì nó không có bị tràn ra ngoài. Đó, nó sẽ tràn xuống cái chỗ này mà nó vẫn đi vô lọc luôn đó. Thì cái này thì một cái suy nghĩ ảnh nghĩ ra cũng rất là hay nha. Cái khay này á là chỉ xài cho cái lọc tràn trên á, lọc tràn trên, lọc thường, là tại vì không có cái đầu tàu cho nên là mình không có cái khe mình nhét vô. Ở đây mình sẽ hàng 4 cái chấu như vậy rồi mình gác lên thôi cô chú anh chị ha. Rất là hay luôn. Rồi ok, cô chú anh chị mà làm nhiều á thì em cũng để cho cô chú anh chị cái lúa mềm nhất có thể ha. Còn lấy lẻ thì chắc ăn là nó sẽ không mềm được đâu cô chú anh chị ha. Rồi đóng cây này thì chút nữa mình cũng giao cho ảnh. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Hẹn gặp cô chú anh chị những cái video sau.